Hiệp mến chào cả nhà mình nha. Rồi cả nhà ơi, hôm nay Hiệp đi câu lương mương. Thì tình hình đó thì Hiệp thấy có một cái đoạn mương đây, hồi người dân họ mới dọn bờ này cả nhà. Đây là Hiệp thấy cái mương nó trống trải lắm, đẹp lắm cả nhà ơi. Cả nhà xem này, đoạn mương nhìn rất là đẹp luôn. Không biết đất là đất cát hay đất gì đây. Mấy cái chỗ nào mà đất cát là thua nha cả nhà nghe. Đất cát là nãy có hàng lương lắm. Ui đất bùn cả nhà. Đất bùn. Đất bùn nhưng mà ở dưới có cát cả nhà ơi. Đây tìm hang cũng được đây. Nè cả nhà xem nè. Đoạn mương nó kéo dài lên kia này cả nhà. Mương nó dài lắm mà không biết là có lương hay không đây. Đây là mới phát bờ nè, dọn mương dọn đồ nhìn thấy sạch sẽ lắm cả nhà ơi. Khả năng tìm hang dễ. Không biết ở đây có lương khủng hay không đây. Trong mương thì cái hồi mấy cái mương lâu năm thì cũng dễ có cả nhà ơi, dễ có lương khủng. Đây mình đi vòng dọc mình kiếm mà, mấy cái mà nhỏ nhỏ mình câu. Thôi bây giờ thì bắt đầu nghe cả nhà nha. Hy vọng hôm nay có lương kéo thật nhiều cho cả nhà mình cùng xem. Này đi kiếm được lương khó quá cả nhà. Rồi dưới đây mới tìm được cái hang này cả nhà. Đó, cái hang này làm sắp nghe cái mé nước nha. Cũng trồng trọng thôi. Và xuống nó cũng như cái hố chân cái đó cả nhà. Rồi để đẹp xe thôi nha. Hang này có chắc lượng trồng trọng cả ngón tay cái nha cả nhà. Đây mà hang sắp cái mé nước hấp dẫn hơn á. Ui cái này màu bám không Hiệp nghe nó hơi khựng khựng lại nó đã mất rồi hỏi chứ. Ồ an này nha, an này mới chụp cái này. Ui thả nó mất rồi. Con này nó ngậm hai tá. Gió quá cả nhà ơi. Ui. Cả nhà ơi. Kéo bằng đầu thì nạn. Bắt sao kéo lại nhẹ từng từng luôn. Đó mất dưới một xí. Ý, nghĩ cả như ngón tay cái mà. Nào, một cái là cũng ngon là cả nhà ơi. Đây này con kéo là vui rồi. Trời gió quá cả nhà ơi. Trời chuyển bất gió. Rồi đi cho nó vào túi nha. Đấy, ngón tay cái là kéo vui rồi cả nhà. Rồi dưới đây tìm được cái hang này. Cả nhà xem cái hang này. Đẹp chưa? To lắm nha. Cái hang này dễ đụng hằng khủng lắm cả nhà ơi. Mùi mê cái hang luôn. Quá đã. Rồi để Hiệp cao nha. Hy vọng có lừa khủng nha. Mấy cái hang thấy mê thì cả nhà ơi. Hang này dễ đụng hằng khủng lắm đó nha. Ui ai cả nhà. Ui không thấy nó lên ta. Xe xuống đụng miệng nếp luôn thôi. Nghe đậm đà trai nghe. Ui kêu ra. Trọng cả nhà ơi. Trọng. Trọng lương nó vàng nó ngon đúng không. Bông bông ở dưới cái bụng nó bông bông luôn nè. Quá đã. Bao xịt tương à. Nuốt lúc luôn mà. Im im như nó nuốt lúc luôn cả nhà ơi. Quá đã. Là quá cơ. Xịt tương nuốt lúc luôn lưỡi cào luôn cả nhà. Im im.
giữ đại mà nó nút. Đó không? Mà này xịt tương quá cả nhà ơi. Đẹp lào bớt đó nha. Ủa, mấy cái đường hàng đẹp ghê mà tướng là chắc lương cũng khủng cả nhà nha. Hết rồi, lương cũng nhỏ thôi. Ủa, đẹp lào bớt thì qua cho cả nhà mình cùng xem. Mấy con mà nó im nang như đây là nút lúc luôn. Mới vừa gỡ ra đây. Được cả nhà nha. Cả tầm 2 lạng đó. Hàng dài mà tướng đâu chắc lương khủng, lương cũng nhỏ nha. Rồi, để Hiệp cho nó vào túi nha. Tìm hang cầu tiếp cho cả nhà xem. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Cái hang này có con lươn nghe cả nhà nghe. Nó biết cái vỏ ốc này. Hiệp phạch có vỏ ốc ra cái nó ụp lên ụp xuống. Đây, đó. Nó hơi ở kia xa đó chưa. Hang này có chắc lươn cũng nhỏ nhỏ thôi. Mình nhìn mấy cái đường hang đẹp ghê cả nhà. Rồi để Hiệp xe thử nghe. Nhiều khi cho cái hầu cái hang nhỏ nhỏ vậy chứ mà lươn to đó cả nhà. Nhưng mà hang này chắc lươn cũng nhỏ. Đó, ốp á. Lành cả nhà ơi. Lành nè. Lành đi xem màu to. Nhớ coi. Để cho nó nuốt nè. Lường sợ nó nhỏ. Ui cả nhà ơi. Ui tì nghe đàm lắm nha. Ui xé mép. Ui được mà. Ui cả nhà nè. Thấy chưa. Ha, cái hàng dễ mà lương mới lớn nè. Đang mấy phòng. Ui mà lương ngon ghê cả nhà ơi. Nhỏ đâu. Một cái hang nhỏ mà lương ngon kìa. Rồi vào. Một cái hang nhỏ mà lương còn quay luôn cả nhà hè. Lần rưỡi luôn đó. To ngón tay cái luôn mà. Nhiều khi mấy cái hang xíu xíu với mà lương được kìa. Rồi, con này nó vàng ngon ghê cả nhà. Đẹp á, lương cái này. Kéo là sướng rồi. 6-7 con vậy là có ký rồi cả nhà. Rồi đi cho nó vào túi nha. Rồi dưới đây nó có cái hang nữa nè. Hang này cũng nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Trọng trọng. Nhìn cũng được nha. Có vỏ ốc nó lắp ở trên nè. Rồi đi xe thử nha. Hang tròn tròn đã không. Hang này cũng được, nhỏ thôi cả nhà. Làm một kịch liền. Ừ, được cả nhà ơi, nè. Được. Trời. Lươn đẹp ghê cả nhà ơi. Đó, ôi con này cục đuôi. Cả nhà. Nè. Con này cục đuôi nè. Cái đuôi bắt đầu một khúc rồi, kén khúc ăn đã mất rồi. Nè, nút lúc lưỡi cao luôn, nút giữ lưỡi cao luôn nè. Nè, cái đuôi đã mất hết khúc này cả nhà. Mất cái khúc đuôi mất chắc cả bấy nhiêu này cho mấy nhà, cả bấy nhiêu đó nè. Nè mất cái khúc đuôi nè. Được, con này mất khúc đuôi nhẹ bớt một chút rồi đó. Rồi ngon cả nha. Cái này cũng ngon, mất khúc đuôi hơi uổng rồi. Mấy cái đường hang nhìn đẹp đúng không. Rồi cho nó vào túi nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Đó, nó nằm sắp sắp nghe cái mé nước đó chưa. Nhìn đẹp nha. Hang này mới nói em này nó chỉ đây. Cầu thủ cầu lương ở vùng này đó cả nhà ơi. Hôm nay nó vạch được cái hang này, nhìn cũng đẹp nha. Rồi đi xài thế nha. Hang này dễ lụm lưng khủng quá Khương nha. Mới xì con bám phải không? Đó, mới rồi. Ê, nó mới tháo con bám lên nữa cả nhà. Đây nó nằm dưới góc mài dương nè.
khỏe. Người xe nó không đi. Xe nó không đi. Đó, ăn nó chả mang vậy chứ hả? Mùa này nó trào lên nè. Đàm á, nghe đàm nghe. Ủa, dưới đây góc ngoài giường sao nó quắn như đây nè cả nhà ơi. Ui trọng quá. Được chưa? Hân lặn á. Hân lặn. Có là vui cả nhà ơi. Hôm nay lương trồng cộng nó nhỏ không? Nay có được mấy lương là vui rồi. Em đây nó ở đây nó cao hết còn lương ký hơn ký không này cả nhà ơi. Địa phận của em nó mà. Mấy cái mương nhìn đẹp ghê cả nhà. Hôm nay lương nhỏ nhỏ không. Rồi, kệ có là vui. Tiếp cho nó vào túi nha. Giờ tìm cao thêm cho cả nhà mình cùng xem. Rồi hôm nay thì hiệp dọc dọc có mương nó cũng chỉ được có mấy con mấy cả nhà. Thì anh em cao cũng nhiều quá nên là cũng cao móc mót lại được mấy con này. Lưng mương thì nó đều như vậy này cả nhà. Được nè, ô con này to rồi, con này ngủ rồi cả nhà ơi. Con này do là cả nhà biết sao không, bị xịt tương nhiều quá. Không, nó nuốt vô trong hào sao quá, xịt tương nhiều quá nên là sốc rộp luôn cái bụng này. Chỉ có con nào cục đuôi như sao nè. Cả nhà xem này, cũng ngủ cái đuôi luôn á chưa. Đó thì được mấy con thôi cả nhà ơi. Rồi, em bỏ càng được mấy lạng. Rồi anh em với cả nhà mình quan tâm lưới câu lương thì liên hệ trực tiếp với Hiệp nha. Bỏ sổ căng đi nha. Căng đi, căng đi. Đó, lưới thì Hiệp tắm giờ sáng rồi. Đây là cái mẫu lưới móng rồng nha cả nhà. Thì anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Hiệp. Đây là cái size lưới đại, nó có lưới nhỏ và lưới trung nữa nha. Đó, thì anh em quan tâm thì liên hệ số Zalo Hiệp có để trên màn hình. Anh em liên hệ trực tiếp, Hiệp gửi mẫu và báo giá anh em tham khảo nha. Được mấy lạng? Được 8 lần rưỡi à. 8 lần rưỡi thì có rổ 2 lạng cũng được 6 lần rưỡi cả nhà. Rồi. Cũng được cả nhà ơi. Được mấy con à, cũng vui rồi. Mương nó đẹp ghê á mà vạch quá cả nhà. Anh em vạch cao hết rồi nên là cũng không có nữa. Rồi. Nên là được mấy con là cũng được rồi. Em bằng cái con lươn này tối nó nào con chùa hấp. Thôi thì đến đây cũng kết thúc video nha. Được mấy con nhỏ nhỏ anh em xem giải trí cho nó vui nha. Thì Hiệp cũng gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã luôn đồng hành và xem video ủng hộ cho Hiệp nha. Rồi hẹn cả nhà ở video tiếp theo.